sẽ to đông luôn. Đó là một cái một chú cá to ung luôn. Ok, ở chính giữa đi. Đang bị lệch lên phía trên một tí đấy. Ở chính giữa cơ mà. Thế nào là chính giữa? Thành sinh gái. À, đúng rồi, ở chính giữa. Anh bắt đầu nhá em nhá. Một nhọt to khổng lồ luôn này. Cái nhọt quá to. Ấy còn chưa làm gì nó đã chảy mủ nữa rồi. Cục cục to quá. Nào, chích nữa. Ôi ôi, kinh khủng luôn. Ôi ô, ê ô, nó quá nhiều. Ê ô, ui, khủng khiếp. Đâu này, quá nhiều luôn. Wow, ô. Wow, wow. Wow, sủi lên như kiểu là cái giếng ấy. Quá khủng khiếp. Ui trời ơi này. Quá khủng khiếp luôn, em dai ạ. À? Vâng, em cũng tưởng tượng được. Cho anh hai cái gà khô nữa. Rồi. Em cũng tưởng tượng ra được à? Vâng. Em không hình dung ra được nó như thế nào đâu. Ra một tưởng tượng. Úi dồi. Úi dồi. Kinh khủng luôn. Khủng khiếp. Quá nhiều. Cho anh cái kim đi. Quá nhiều mủ, mủ và máu. Đấy, bây giờ chúng ta bắt đầu xử lý cái đống mủ và đống máu này cho xếp hẳn xuống nhé. Đấy. Úi xời. Máu này nó tốt lắm, lý do là gì? Rửa luôn vết thương. Chính xác. Máu rất tốt. Rửa vết thương luôn. Buổi sau xếp luôn. Ngon lành luôn. Xẹp luôn. Kinh khủng. Ừ. Bông, bỏ này đi. Đấy, mà dịch nó sẽ lại quay trở lại vào đây. Xong rồi mình lại phải ấy bỏ dịch tiếp. Bỏ thêm một cái lượng dịch nữa đi. Ôi xa. Ôi xa. Trong nó vẫn có dịch, có mủ rồi có các thứ. Làm nhẹ nhàng. Nè, xong bây giờ mình sẽ dí vào đây, nó ổn rồi mình dí vào đây, giữ vào đây, cho nó đông lại, giữ đây khoảng 1-2 phút gì đấy cho nó đông lại, cho nó không kiểu chảy thêm ra ấy, kiểu thế. Đau không em? Không. Yeah, không đau tí nào đúng không? Không. Ok. Đấy, cái nhọt quá to, quá khổng lồ. Yeah. Đây, chúng ta xem lại chỗ phía dưới này này. Đây, nhìn này. Đấy, nó lành bình thường. Ok, được rồi.